Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, sách lớp 5. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tin học lớp 5 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tin học lớp 5 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài số 5, bản quyền nội dung thông tin. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Ở trong phần khởi động thì chúng ta sẽ đọc một tình huống như sau. Các bạn học sinh lớp 5A làm báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong tờ báo tường, nhiều nội dung thông tin như bài thơ, bài viết, hình ảnh được các bạn tự sáng tác hoặc sưu tầm để thể hiện tình cảm của mình với các thầy cô giáo. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để biết các bạn lớp 5A đã sử dụng nội dung thông tin như thế nào nhé. À, vậy thì nếu như có những cái ngày lễ mà chúng ta cần tìm những cái thông tin, ví dụ như bài thơ, bài viết cũng như là hình ảnh, video, vậy thì chúng ta sẽ sưu tầm và thể hiện tình cảm với thầy cô giáo. Vậy thì chúng ta sẽ lấy những thông tin đó như thế nào? Ở đây thì chúng mình sẽ quan sát lên hình 24 và hình 25 cho thầy biết bài thơ trong hình 24 là của ai, bài thơ trong hình 25 là hình của ai, và theo em tại sao phải ghi rõ tên tác giả. Chúng mình có thể quan sát ở hình 24 ở trong sách giáo khoa. Ở đây là bài thơ cô giáo của em. Bài hình 25 thì chúng ta thấy đó là cô giáo lớp em. Vậy thì hai bài thơ này là của ai? Chúng mình có thể thấy ở trong cái tờ báo tường này và trên cái tiêu đề của bài thơ thì chúng ta thấy bài thơ ở trong hình 24 đó là bài cô giáo lớp em của Xuân Quỳnh, đúng không? Và bài thơ ở hình 25, cô giáo lớp em, cũng là của bài thơ của gì? Ngô Hòa Trang ở hình 25, đúng không? Vậy thì theo em tại sao phải ghi rõ tên tác giả? À, đúng rồi, chính xác. Chúng ta phải ghi rõ tên tác giả vì tác giả hoặc cá nhân sở hữu nội dung đó có quyền cho phép hoặc không cho phép người khác sử dụng nội dung ở thông tin. Như vậy chúng ta cần phải ghi tên tác giả của bài thơ này. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ nhất, bản quyền nội dung thông tin. Nội dung thông tin được thể hiện dưới dạng văn bản này, hình ảnh, âm thanh hay là đa phương tiện. Tác giả, cá nhân hoặc tổ chức sở hữu nội dung thông tin có quyền cho phép hoặc không cho phép người khác sử dụng nội dung thông tin của mình. Như vậy thì khi đã có bản quyền thì chúng ta sẽ có thể là gì? À, cho phép hoặc là không cho phép người khác lấy cái nội dung của thông tin của mình, đúng không? Và bản quyền nội dung thông tin là quyền của tác giả cho phép hoặc là không cho phép người khác sử dụng nội dung thông tin, và chỉ được sử dụng nội dung thông tin khi được phép. Vậy thì phát biểu nào sau đây là sai? Tác giả có quyền cho phép người khác sử dụng nội dung thông tin của mình. Thứ nhất đó là A. B. Tác giả có quyền không cho phép người khác sử dụng nội dung thông tin của mình. C. Nội dung thông tin được thể hiện dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hay đa phương tiện. D. Đó là nội dung thông tin phải gồm đầy đủ các dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh. Vậy thì phát biểu nào là sai? Ở đây thì chúng ta thấy phát biểu D là sai, đúng không? Vì nội dung thông tin được thể hiện dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hay là vào đa phương tiện, nhưng mà không bắt buộc gồm tất cả các đa dạng này, đúng không? Có thể là gì? Hình ảnh, có thể là âm thanh, hoặc là có thể là video, chứ không nhất thiết phải gồm đầy đủ các dạng văn bản như thế này. Bạn nào cũng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ hai, truy cập vào bảo mật nội dung thông tin.
thì khi sử dụng thông tin của người khác cần có sự cho phép và trích dẫn nguồn đầy đủ. Ví dụ, khi chia sẻ bài thơ sưu tầm thì cần ghi rõ tác giả của bài thơ. Và nhớ ghi sưu tầm, và nếu không biết tác giả thì chúng ta sẽ ghi tái hiện nội dung bằng ngôn ngữ riêng. Vẫn cần ghi nguồn, ví dụ phỏng theo truyện Rùa và Thỏ, đó là chúng ta thấy đó là nếu như không có tên tác giả thì chúng ta cần phải ghi rõ nội dung chúng mình lấy cái thông tin đó. Truy cập thông tin của người khác mà không được phép là vi phạm đạo đức. Trong quá trình sáng tạo, tác giả cần bảo vệ thông tin và công khai thông tin bản quyền trên sản phẩm, như ghi tên tác giả hoặc là đăng ký bản quyền. Thì đó là một trong yêu cầu khi chúng ta đã ghi muốn ghi lại cái thông tin cũng như là muốn có cái bản quyền. Ví dụ như chúng ta thấy là ở hình 26, đây là thông tin bản quyền sách giáo khoa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, thì bản quyền đó là 2022, đó là thuộc Nhà xuất bản Giáo dục, đó là bộ sách của các bộ sách của Nhà giáo dục. Và khi sử dụng nội dung thông tin thì cần được cho phép và ghi rõ nguồn. Và trong quá trình tạo ra nội dung thông tin thì cần có ý thức giữ gìn bảo mật thông tin. Tác giả có thể ghi tên hoặc đăng ký bản quyền để bảo vệ quyền tác giả đối với nội dung thông tin. Vậy thì chúng ta sẽ ghép mỗi tình huống ở cột bên trái với một cách ghi nguồn thông tin ở cột bên phải sao cho phù hợp. Thứ nhất đó là thông tin thứ một, đó là sử dụng một bức ảnh của tác giả Nguyễn A. Hai đó là sử dụng một bài thơ không rõ tên tác giả. Và ba đó là kể câu chuyện dựa trên nội dung của truyện cổ tích Cây Khế. Vậy thì chúng ta sẽ ghi những cái nguồn đó như thế nào? A, phỏng theo truyện Cây Khế. B, tác giả Nguyễn A. C, sưu tầm. Vậy thì chúng ta sẽ ghép như thế nào? Bây giờ chúng mình sẽ dừng video và thực hiện yêu cầu nhé. Như vậy thì khi sử dụng một thông tin thì chúng ta cần phải ghi rõ nguồn, đúng không? Và trong quá trình tạo ra nội dung thông tin thì cần lưu ý giữ gìn bảo mật thông tin, và tác giả có thể ghi tên hoặc đăng ký bản quyền để bảo vệ quyền tác giả đối với nội dung thông tin. Bây giờ ở đây chúng ta có thể ghép ở cột bên trái, ở tình huống thứ nhất, sử dụng một bức ảnh của tác giả Nguyễn A thì chúng ta cần phải ghi nguồn ở đây đó là gì? A, đúng rồi, đó là của tác giả Nguyễn A. Như vậy một sẽ ghép với B. Sử dụng một bài thơ không rõ tên tác giả thì chúng ta cần phải ghi nguồn đó là gì? Đúng rồi, chính xác, đó là C, sưu tầm. Như vậy hai sẽ ghép với C nhé. Còn lại ba, kể câu chuyện dựa trên nội dung của truyện cổ tích Cây Khế thì chúng ta cần ghi nguồn ở đây đó là phỏng theo truyện Cây Khế. Ba sẽ đi với A. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình có thể là đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ ba, đó là tôn trọng tính riêng tư và bản quyền nội dung thông tin. Thì chúng ta cần làm gì khi chứng kiến những tình huống sau? An vô tình để quên nhật ký trong ngăn bàn, mình thấy được liền đọc lén, sau đó kể cho một số bạn về những điều đọc được từ nhật ký của An. Và thứ hai đó là mình vẽ một bức tranh phong cảnh rất đẹp trên máy tính. Hoa đã lấy bức tranh đó sử dụng mà không hỏi ý kiến mình. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì khi gặp hai tình huống này? Vậy thì đối với tình huống thứ nhất, đúng không? Thì An vô tình mà để quên nhật ký ở trong ngăn bàn, Bình thấy được liền lén đọc, sau đó kể cho bạn nghe về những điều đọc từ nhật ký của An. Thì chúng ta thấy ở đây đó là nếu mà tình huống này thì chúng ta thấy bạn Bình như thế nào? À, chúng ta có thể thấy thông tin trong các cuốn nhật ký, hay là họ tên, ngày sinh, địa chỉ là thông tin cá nhân mang tính riêng tư của mỗi người, và chỉ có người đó mới có quyền quyết định cho người khác biết hay không. Và khi chúng ta thấy là ở hoạt động ở tình huống thứ nhất này thì chúng ta thấy Bình là gì? Vô tình nhưng mà gì? Lén đã đọc kể cho các bạn, đúng không? Điều này là không nên. Chúng ta không nên làm như vậy. Và tình huống thứ hai thì Minh vẽ một bức tranh phong cảnh đẹp nhưng mà Hòa đã lấy bức tranh đó sử dụng mà không hỏi ý kiến của mình, thì tình huống này chúng ta nên phải hỏi ý kiến của bạn, bạn chủ sở hữu của bức tranh đó, cụ thể là
bạn mình, đúng không? Chúng ta phải hỏi ý kiến của bạn mình, bạn Hoa nên hỏi ý kiến của bạn mình và không nên tự ý sử dụng cái hình ảnh của người khác như vậy. Và chúng ta cần phải thể hiện rằng việc xâm phạm tính riêng tư như đọc nhật ký này của người khác là không tôn trọng, và việc lấy một tác phẩm nghệ thuật mà không có sự cho phép đó là gì? Vi phạm bản quyền. Nhưng nếu có sự đồng ý thì cần phải ghi rõ nguồn. Chúng ta không nên sử dụng khi người ta chưa cho phép, và nếu như người ta cho phép thì chúng ta cần phải ghi rõ nguồn đó là của người nào. Và trong thực tế thì khi gặp hành vi sai trái thì em cần thể hiện thái độ không đồng tình và góp ý để ngăn chặn những tình huống tương tự trong học tập và trong cuộc sống. Và như vậy thì chúng ta cần phải tôn trọng bản quyền và nội dung thông tin. Vậy thì chúng ta sẽ ghép mối tình huống ở cột bên trái với một thái độ ở cột bên phải sao cho phù hợp. Thứ nhất là bạn An nêu tên tác giả bài thơ mà bạn đọc trong buổi sinh hoạt ngoại khóa. Thứ hai là bạn Bình xem sổ ghi chép của anh trai mà không xin phép. Thứ ba đó là bạn Khoa xin phép bạn Minh trước khi sao chép tệp trình chiếu của bạn Minh. Vậy thì chúng ta sẽ đồng tình và không đồng tình đối với những tình huống nào? Thì chúng ta sẽ ở đây chúng mình sẽ đồng tình với đó là một và ba, đúng không? Thì chúng ta sẽ đồng tình. Và tình huống hai thì chúng ta sẽ không đồng tình. Cụ thể chúng mình sẽ đồng tình với hai tình huống, đó là bạn An nêu tên tác giả bài thơ khi bạn ấy sinh hoạt ở ngoại khóa, và thứ hai đó là bạn Bình đã xem sổ ghi chép của anh trai, và thứ ba đó là bạn Khoa đã xin phép bạn Minh, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ thấy là một và ba chúng ta sẽ đồng tình, B thì hai chúng ta sẽ không đồng tình. Đến với hoạt động luyện tập thì chúng ta sẽ quan sát một phần trang sách trong sách giáo khoa mỹ thuật 4 của sách kết nối tri thức với cuộc sống xuất bản năm 2023, hình 27, và cho biết nguồn thông tin của một bức ảnh là gì, tại sao phải ghi rõ nguồn. Thì chúng ta thấy ở đây thì đó là hình 27, đúng không? Thì chúng ta thấy ở đây thì bức tranh 1 đó là lũy tre, bức tranh 2 là cánh đồng, bức tranh 3 đó là hoàng hôn trên biển, và nguồn ở đây thì chúng ta thấy là nguồn là Huỳnh Lãnh và nguồn là Hương Đoàn. Vậy thì chúng ta thấy cần phải ghi nguồn, đúng không? Và ở đây thì chúng ta cần phải ghi rõ nguồn thông tin của một bức ảnh, đó chính là gì? Tên của tác giả, đúng không? Tên của tác giả là tên tác phẩm và tác giả. Và khi phải ghi rõ nguồn để tôn trọng cái bản quyền nội dung thông tin của người đã làm ra cái sản phẩm này. Câu số 2 thì với một hành động sau đây em đồng tình hay không đồng tình và vì sao? Thì thứ nhất đó là đọc tin nhắn trên điện thoại của người khác mà không được phép. Thứ hai đó là xin phép sử dụng hình ảnh bài viết của người khác trong quá trình trình chiếu và ghi rõ nguồn tin. Thứ ba đó là chia sẻ thông tin riêng tư nhật ký hình ảnh của người khác mà không xin phép. Vậy thì chúng ta sẽ đồng tình với những tình huống nào? À đúng rồi, chúng mình sẽ đồng tình với tình huống A và tình huống B, đúng không? Tình huống 3 thì chúng ta đọc tin nhắn trên điện thoại của người khác mà không được cho phép là xâm phạm bản quyền riêng tư và không tôn trọng quyền riêng tư của người khác, đúng không? Tiếp theo thì đó là hình ảnh B, chúng ta sẽ đồng tình vì xin phép sử dụng hình ảnh bài viết của người khác trong bài trình chiếu và ghi rõ nguồn thông tin là hành động tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả của người khác. Còn C thì chúng ta sẽ không đồng tình vì khi chia sẻ thông tin riêng tư của người khác mà không được sự cho phép của người khác thì đó là gì? Vi phạm quyền riêng tư và không tôn trọng sự riêng tư tự do của người khác, đúng không? Như vậy sẽ không đồng tình với A và C, chúng ta sẽ đồng tình với B. Đến với hoạt động vận dụng thì chúng ta sẽ thực hiện đó là trong bài trình chiếu về ngày hội trạng nguyên nhỏ tuổi, các bạn sử dụng một số thông tin từ website thiếu niên.vn. Vậy theo em các bạn cần làm gì để thể hiện sự tôn trọng và bản quyền nội dung thông tin? Thì ở đây chúng ta cần phải thể hiện sự tôn trọng bản quyền nội dung thông tin. Thứ nhất, chúng ta cần phải ghi rõ nguồn tin trong
trong cái slide mà chúng ta trình chiếu. Ví dụ như chúng ta ghi rõ nguồn các thông tin bằng cách đưa ra cái tên của website đó, ví dụ nguồn từ thiếu niên.vn này. Thứ hai, chúng ta cần phải đề cập tên tác giả hoặc là nguồn gốc cụ thể nếu có thông tin về tác giả cụ thể hoặc nguồn gốc của bài viết trên thiếu niên.vn. Thứ ba thì chúng ta phải sử dụng trích dẫn trong trường hợp cụ thể. Nếu bạn sử dụng trích dẫn từ bài viết trên thiếu niên.vn thì chúng ta phải sử dụng cái trích dẫn chính xác và đúng quy định để tránh vi phạm bản quyền. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động trong bài số 5 bản quyền nội dung thông tin. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.